Alo, alo. Alo. Cả nhà có ai nghe không được ạ? Alo. Có bác nào đang ở trên mạng thì vui lòng cho một like để em biết là các bác nghe được ạ. Xin chào bác Văn Long tiên sinh, người đầu tiên xem. Bác Văn Long hôm nay rảnh rỗi dành nhiều thời gian cho Bùi Gia, cảm ơn bác. Chào cả bác Ngọc Hoàng, các bác có theo dõi Facebook và nhìn thấy đúng giờ là lên đúng không ạ? Chúng tôi cũng mong muốn là giữ đúng hẹn với các bác là đúng 10 giờ là lên sóng. Hôm nay thì chia sẻ với quý vị và các bạn những cái thông tin về những bức tranh mà chúng tôi đã chế tác. Ở những phần giao lưu trước thì chúng tôi đã có giới thiệu với quý vị bức tranh Tam Đa, và để đáp ứng thêm những cái thông tin mà quý vị tham khảo thì chúng tôi có chia sẻ thêm những cái tích tranh về sau, một phần là cung cấp các thông tin và một phần là để cùng trao đổi giúp chúng ta có thể là hiểu thêm các tích tranh cũng như là xưởng tranh gỗ Bùi Gia có thể giao lưu thêm với các bác. Quý vị là đang có mặt và xem clip tại xưởng tranh gỗ Bùi Gia. Hôm nay là ngày cuối tuần thì chúng tôi dành thời gian đặc biệt để quay những clip này. Đây là không khí làm việc ở xưởng tranh gỗ Bùi Gia. Hai bác kia đang rất chăm chỉ đục nốt tích tranh Tam Đa để giao cho khách. Chào bác Kim Chi. Bác Kim Chi từ tận bên Mỹ ạ. Chào chị ạ. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một tích tranh mà được rất nhiều người quan tâm cũng như là xem là năm tới là mình sẽ làm tranh gì cũng như là tượng gì để mình treo trong nhà. Thì hôm nay là tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cái tích tranh rất là hay. Đấy là tích tranh về chủ đề con gà, đúng không ạ? Quý vị nhìn ở trong clip đây thì sẽ thấy đây là bức tranh con gà rất đẹp của chúng tôi. Tại sao lại là con gà mà không phải con khác, cũng như là nguồn gốc ý nghĩa của nó đến từ đâu? Thì như quý vị thấy là con gà thì nó cũng rất là thân thuộc với lại chúng ta. Từ Đông sang Tây thì đều có những cái thông tin liên quan về con gà. Xin phép cả nhà để xin chào Duy Kenvin, một người khách đến từ miền Nam. Cảm ơn Duy hôm nay đã dành nhiều thời gian cho Bùi Gia. Gia riêng là sẽ đến một tích tranh rất đặc biệt để dành cho Duy rồi. Cảm ơn Duy nhé. Bức tranh con gà này thì xin giới thiệu với quý vị là như này. Từ Đông sang Tây thì đều biết đến con gà. Lý do vì sao? Bởi vì quý vị tìm hiểu thì sẽ thấy là ở bên Âu Mỹ, trong những cái tích tranh xưa thì hoặc là trong những cái câu chuyện cổ tích ngày xưa thì có nói đến con gà, đó là khi mà những con quỷ dữ, người ta cho rằng là những con quỷ dữ khi mà nghe thấy tiếng gáy của những con gà này thì sẽ chạy trốn và rất là hoảng sợ, nên người ta tin gà trống chính là điều tốt lành. Và bên cạnh đó thì ở Hy Lạp, khi mà cái nền văn hóa của Ba Tư xâm nhập vào Hy Lạp thì người Hy Lạp đã gọi con gà trống là con chim Ba Tư. Đó là một cái văn hóa xâm nhập thêm. Rồi bên cạnh đó đấy là quý vị biết là trong thể thao thì có một đội tuyển rất là nổi tiếng gắn liền với hình ảnh chú gà trống, đó là đội tuyển Pháp, đúng không ạ? Và con gà trống đó thì tên là con gà trống Gô Loa. Thế tại sao lại gọi là Gô Loa và nó có ý nghĩa gì thì theo thông tin tôi tìm hiểu, người Pháp cổ thì tên là Gaulius, và sau đó người ta có gọi nhái đi
Thế kỷ thứ 9 thì Nicholas có yêu cầu tất cả những cái nhà thờ thì phải đặt con gà trống ở trên các cái gác chuông. Đó là yêu cầu của giáo hoàng Nicholas. Và bên cạnh đó thì đó là ở các cái thêm một cái thông tin nữa đấy là trong cái văn hóa cũng như là của trong văn hóa của Hy Lạp thì có nhắc đến đấy là cái thông tin mà tôi vừa nói ở trên đấy là cái sự văn hóa giao thoa văn hóa của Hy Lạp với lại Ba Tư. Và trong một cái đoạn kinh Koran thì có nói đến sự lịch thiệp của chú gà trống, đấy là khi mà có miếng ăn thì đều sẽ gọi đàn đến. Đấy là trong kinh Koran người ta cũng nhắc tới tính lịch thiệp của con gà trống. Đấy là những cái thông tin về phương Tây. Thế còn ở châu Á thì rất nhiều người cũng thích, cũng như là văn hóa của châu Á là yêu thích cái bức tranh gà này, và thường thì ở châu Á là coi gà là thần kê, đúng không? Đặc biệt là ở Nhật Bản thì liên quan đến một cái tích tranh liên quan đến một cái chuyện truyền thuyết của văn hóa Nhật Bản liên quan đến thần ánh sáng Amaterasu. Nữ hoàng thần ánh sáng này thì rất là phẫn nộ trước cái hành động bạo ngược của người em trai, đấy là thần bão tố, là thần Susano. Thì nữ hoàng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ với em trai của mình, và sau đó là đã lánh mình vào trong một cái hang tối và để lại cho thế gian là một cái không gian rất là u tối. Và các thần sau đó thì cảm thấy rất là sợ hãi, tìm mọi cách để mời nữ hoàng ra, nhưng mà nữ hoàng vẫn không chịu ra, và cuối cùng là các thần khác phải nhờ đến những con gà trống thi nhau gáy chào buổi sáng và gọi mời thì nữ thần mới ra và đem lại ánh sáng cho nhân gian. Và ở bên Trung Quốc thì quý vị cũng biết là bên Trung Quốc tiếng Hán người ta gọi con gà trống đấy là đại kê. Đại kê thì gần âm với lại là đại cát, và đại cát là một trong những cái quẻ bói mà tốt nhất, gần như là tốt nhất trong tương lai, trong công việc cũng như là những cái dự tính trong cuộc sống. Đấy là ở bên Trung Quốc. Và ở Việt Nam thì sao? Ở Việt Nam thì cũng có rất nhiều các thông tin mà cung cấp với quý vị đến bức tranh này, từ những cái văn hóa xa xưa, ví dụ như là thời Hùng Vương, đúng không? Trong cái tích mà Hùng Vương kén rể cho Mị Nương là con gái đấy ạ, thì trong cái tích đấy là Sơn Tinh Thủy Tinh thì có nhắc đến một cái chi tiết, đấy là yêu cầu các cái lễ vật để cung cấp cho nhà vua, đấy là voi chín ngà, gà chín cượng. Đấy là những cái thông tin rất sớm để chúng ta biết được là hình ảnh con gà đã có mặt tại văn hóa Việt Nam đã có từ rất lâu. Rồi bên cạnh đấy thì những cái trên chi tiết, những cái trên hoa văn của trống đồng Đông Sơn ạ, thì có in hình những chú chim và những con gà. Quý vị có thể là xem thêm ở trên đấy. Đấy là những cái văn hóa rất là cổ xưa và đã phản ánh, cũng như là đã có cái hình ảnh của chú gà ở trên đấy, thì chúng ta đã thấy được là gà đã có một vị trí cũng như là một trong văn hóa cũng như là trong tinh thần người Việt Nam từ rất lâu. Rồi bên cạnh đấy thì gà ở Việt Nam thì có rất nhiều những cái hình ảnh khác gắn liền. Ví dụ như là rất nổi tiếng ở thành phố Đà Lạt thì có một cái nhà thờ tên là gà thờ con gà. Lý do là trên cái gác chuông to ấy thì là có gắn hình ảnh chú gà trống. Tại sao lại gắn hình ảnh chú gà trống thì theo như kinh Tân Ước người ta nói thì đấy là biểu tượng của gà trống, đấy là cái sự sám hối. Theo như kinh Tân Ước người ta cung cấp thông tin là như vậy. Rồi sau đó thì đi vào thơ ca cũng như là đi vào những cái văn hóa thì gà trống có hình ảnh rất là đặc biệt. Ví dụ như là trong những cái câu thành ngữ thì cũng đã có cung cấp cái hình ảnh của gà, ví dụ như là gà đẻ trứng vàng. Đấy là câu thành ngữ mà cũng được rất nhiều người người ta sử dụng. Rồi bên cạnh đấy là những câu để mà nhắc nhở cái tinh thần đoàn kết, đấy là gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Đó cũng là một trong những cái để nhắc nhở chúng ta là sinh sống là đoàn kết anh chị em trong gia đình. Và một cái
câu thơ rất hay miêu tả những chú gà và có được những cái hình ảnh rất là vương giả. Xin phép bạn đọc câu thơ là: đầu đội chân đạp miền thanh địa, thanh địa, chân đạp miền thanh địa, đầu đội mũ bình thiên, mình mặc áo mã tiên. Thì cái miền thanh địa là cái miền đất tốt, cái mũ bình thiên chính là cái mũ mà vua người ta đội để khi mà thiết triều, và sau đó là cái áo mã tiên là cái áo của quan đấy. Thì trong cái những cái câu thơ để miêu tả như thế thì đã phản ánh được một phần nào cái sự sang trọng cũng như là cái vị thế rất tốt của hình ảnh con gà trong văn hóa Việt Nam. Và bên cạnh đấy thì gà còn phản ánh thêm ở trong cái văn hóa tín ngưỡng cũng như là trong những cái hình ảnh đẹp. Đó là gà thì còn tượng trưng cho hình ảnh của một đấng quân tử, đúng không? Và người quân tử thì được người xưa coi đấy là chính là đích đến của một người đàn ông. Thế tại sao gà lại là phản ánh của một đấng quân tử? Thì gà là có ngũ đức, ngũ đức là năm cái đức tính tốt, đúng không? Một đấy là văn, hai là võ, ba là dũng, bốn là nhân và năm là tín. Tại sao gà lại có văn, võ, dũng, nhân, tín như thế? Thì gà có cái mào ở trên đầu là văn. Tại sao lại thế? Bởi vì là cái mào ở trên đầu đó giống như là cái mũ của quan, và cái mào của con gà này thì trong cái tiếng Hán thì người ta gọi là quan, gần âm với lại từ quan lại. Gà bước đi nhanh thì và mạnh mẽ thì được coi như là gà là có võ. Và sau đó thì gà gặp đối thủ xâm lấn vào lãnh địa, hoặc là có những cái tranh chấp gà gặp nhau nó có thể chiến đấu ngay, đấy chính là cái dũng. Và sau đó là khi mà gà kiếm được miếng ăn thì sẵn sàng là gọi những cái đồng loại cũng như là những người trong đàn đến để ăn cùng, chứ không bao giờ ăn một mình. Và sau đó là gà còn có một cái tín rất lớn là vào những buổi sáng thì chú gà trống thường là dậy rất sớm và gáy rất đúng giờ. Những cái đấy là những cái rất thiết thực trong cuộc sống, nhưng mà để mà đúc kết lại và nhìn nhận lại thì chúng ta thấy là năm cái đức tính đấy là năm cái đức tính rất tốt và cũng rất cần có của một người được gọi là đấng quân tử. Và trong sau khi mà sâu chuỗi lại các cái thông tin đấy là từ đông sang tây, đúng không ạ, kết hợp lại thì chúng ta mới thấy đấy là trong văn hóa, trong tín ngưỡng thì bản thân chú gà trống là đã phản ánh được cái vị thế cũng như là những cái tốt đẹp ở trong cuộc sống. Ngoài ra thì chú gà ứng dụng trong phong thủy thì có rất nhiều các cái thông tin bổ ích, thì tôi sẽ giới thiệu sâu hơn một chút để quý vị hình dung ra cái tích tranh gà cũng như là bức tranh gà mà chúng tôi đã được chạm xong. Ở trên bức tranh này thì quý vị nhìn có thể để thấy, đúng không ạ, ở trên là có con gà trống, đúng không ạ, hình ảnh một chú gà trống đứng rất là mạnh mẽ, hiên ngang và thể hiện được cái khí phách của một đấng quân tử. Đây là chú gà trống mà chúng tôi đã đục chạm. Phía dưới của chú gà trống thì chúng ta nhìn thấy đấy là có một con gà mái và những con gà con. Quý vị nhìn thấy được không ạ? Anh Chỉnh và anh Trường An cũng như là bác Sao cũng được, thì nếu mà nhìn thấy và nghe rõ thì cho em xin một like để em biết là các bác còn đang theo dõi. Hình ảnh một chú gà trống mạnh mẽ và uy phong cùng với lại là con gà mái và những chú gà con phản ánh được một cái biểu tượng rất lớn của hạnh phúc, một cái gia đình hạnh phúc. Và trong cái tích tranh của chúng tôi có đục thì quý vị nhìn thấy có thể thấy ở trên đấy là một cái phong trúc, và ở dưới thì có những cái bông hoa cúc. Thì tại sao lại như thế? Cái khóm trúc này thì cũng là để tôn vinh những cái khí phách của một đấng quân tử, đấy là tuy sống ở những nơi khô cằn nhưng mà không bao giờ bị héo úa và chết. Bên cạnh đấy thì chịu được thân mình rất là dẻo và mảnh mai và chịu được phong ba bão táp rất là tốt, không bao giờ bị gãy hụt. Đấy chính là những cái hiện thân rất lớn của một đấng quân tử luôn
vượt qua được rất nhiều những cái khó khăn và giữ được cái ý chí của mình. Bên dưới thì quý vị nhìn thấy đấy là cái bông hoa cúc, điểm xuyến vào đây những bông hoa cúc thì trông bức tranh nó sẽ rất là nhẹ nhàng và cảm thấy rất là khoan khoái, đúng không? Cái bức tranh hoa cúc này thì chúng tôi đục khá là chi tiết, các cái cánh hoa thì đều được chúng tôi cố gắng là tinh bóng hết sức và tạo cho quý vị một cảm giác rất là nhẹ nhàng và hài hòa trên tổng thể bức tranh. Thì cái bức tranh, cái bông hoa cúc này là cái bông hoa cúc tua. Trong cái loại hoa cúc thì có rất nhiều các loại cúc khác nhau, nhưng mà đây là cúc tua. Thì quý vị nhìn thấy đấy là các cái tua của cúc đây là chúng tôi là đều làm vươn ra. Cái cánh hoa thì giống như là những cái cánh tay vươn ra và sau đó là ôm lấy cái bầu nhụy ở trong. Thì cái đặc điểm của cái hoa cúc này nó có một cái rất hay, đấy là mặc dù những cái cánh tua này vươn ra như này, nếu khi mà bị héo úa những cái hoa khác thì có thể là tàn và rụng luôn, nhưng cái hoa cúc này thì những cái cánh tua như này thì nó sẽ không bị rụng và nó sẽ khi mà héo úa nó sẽ bị rũ xuống và nó ôm vào trong cái nhụy này, ôm vào trong cái nhụy hoa này. Thì đấy cũng là một cái biểu tượng cho một cái đấng quân tử, đấy là mặc dù đối mặt với những cái khó khăn cũng như là những cái không được thuận lợi trong cuộc sống, nhưng mà lúc nào cũng đều cố gắng là vươn lên và giữ cái mục đích lớn lao cho cuộc đời mình. Để kết hợp lại một cái bức tranh hoàn chỉnh và đẹp như này thì chúng tôi đặt tên cho bức tranh đấy là alo, xin lỗi quý vị là vừa hơi bị trục trặc một chút. Quý vị nhìn thấy đấy là ở trên cái bức tranh này chúng tôi có đề hai chữ, đấy là hai chữ hạnh phúc. Quay vào đây thì tôi nhìn nó bị ngược nhưng không biết là quý vị nhìn có được hay không. Tại sao chúng tôi lại lấy hai chữ hạnh phúc? Bởi vì hai chữ hạnh phúc này nó phản ánh được một cái điều mà ai cũng mong muốn trong cuộc sống, dù giàu hay nghèo, dù nhiều tiền hay ít tiền, thì cái điều mà chúng ta mong muốn hạnh phúc đến với mình, với gia đình, với người thân, bạn bè thì đấy cũng là điều mà khao khát nhiều nhất, nhiều người mong muốn được điều đấy nhất. Khi mà hạnh phúc đạt được thì cái trạng thái tinh thần của người ta sẽ cảm thấy cực kỳ viên mãn. Có thể sức khỏe nhiều, sức khỏe ít, nhưng mà cảm giác hạnh phúc ở trong lòng thì đấy chính là cái điều thuốc tinh thần giúp cho chúng ta có một cuộc sống nó viên mãn về tinh thần và mặt thể chất cũng như là mặt thể chất, đúng không? Thì bức tranh này hoàn thiện cũng là vừa đúng thời điểm là chúng ta sẽ chào đón năm Đinh Dậu 2017. Đây là một cái bức tranh mà chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết để chế tác lên bức tranh và dành tặng cho quý vị. Khi treo bức tranh này trong nhà thì chúng tôi cũng mong muốn và hy vọng những cái điều may mắn hạnh phúc sẽ đến với gia đình nhà mình. Trong cái ứng dụng của phong thủy thì chắc quý vị mà nhìn xem hoặc là xem ở trên mạng thì cũng đã thấy những cái thông tin, ví dụ như là có thể là trừ được những cái điều không tốt, rồi những cái quý vị có thể để ý thấy là thứ nhất là nó sẽ giúp trấn trạch, thứ hai là sẽ giúp là chiêu tài, và thứ ba là giúp chúng ta là có được những cái luồng tư tưởng cũng như là những cái tránh được những cái sự rủi ro không mong muốn. Và ứng dụng ở trong những người đi kinh doanh khi treo bức tranh gà thì theo như thông tin chúng tôi tìm hiểu sẽ giúp cho quý vị là tránh được những cái việc không mong muốn, rồi sau đó là tránh những cái việc mà tiểu nhân nói xấu sau lưng, công việc được thuận lợi, hình ảnh của một nhà lãnh đạo uy phong và mạnh mẽ sẽ được nhiều nhân viên ngưỡng mộ, cũng như là sẽ đạt được những cái thành quả, những cái vị thế tốt hơn ở trong công việc cũng như là trong xã hội. Và khi treo tranh con gà ở trong nhà thì có thể là trừ bỏ những cái luồng không khí xấu đến từ bếp, bởi vì là trong bếp thì chúng ta cũng hay làm đấy là những cái đường ống dẫn khí, thoát khí, hoặc là những đường ống nước ở trong nhà, đúng không ạ? Thì những cái đường ống đấy thì nó giống như là một con rắn,
cứ bơi hoặc là cứ trườn ở trong cái không gian như thế thì con rắn nó cũng mang những cái luồng sinh khí không được tốt. Thành ra là khi mà có một cái con gà để trong gia đình nhà mình như thế thì cũng sẽ rất rất là phù hợp nhá. Thì tổng thể cái bức tranh của chúng tôi mà tôi vừa giới thiệu với quý vị để sâu chuỗi lại cùng với quý vị thì có thể biết được là treo con gì mà Việt Nam mình nhìn thấy thì nó rất dễ, nhưng mà tranh con gà thì tôi có thể khẳng định với quý vị đấy là từ đông sang tây, từ cổ chí kim và cho đến tận bây giờ và tương lai, thì mỗi khi bạn bè và khách khứa cũng như là mọi người nhìn vào thì chắc chắn là sẽ hình dung ra là cái ý nghĩa của một bức tranh cũng như là của hình ảnh con gà sẽ rất là rõ ràng, cũng như là người ta hiểu được ý đồ của gia đình, ý đồ của gia chủ muốn cung cấp các cái hình ảnh cũng như là cái sự văn võ song toàn của gia đình, đúng không ạ? Trong cái tích tranh cũng như là tại xưởng tranh gỗ Bùi Gia thì chúng tôi ngoài cung cấp những cái sản phẩm chế tác riêng theo yêu cầu của từng khách thì chúng tôi còn có tranh thủ thời gian chế tác thêm một vài những cái tác phẩm để làm mẫu cũng như là để quý vị có thể là xem thêm được những cái tay nghề của chúng tôi. Thì quý vị nhìn xa xa ở đằng xa xa có thể thấy đấy là một cái bộ từ quý Mai Lan Phúc Trúc đó, và một pho Di Lặc cũng rất đẹp đó. Và trên đây là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị về bức tranh đấy là Hạnh Phúc hay còn gọi là bức tranh Cây Cúc. Cảm ơn quý vị và cảm ơn rất nhiều các bác đã theo dõi cũng như là ủng hộ chúng tôi. Trên đây anh Chỉnh viết là khả năng B luôn mất. Em nghĩ là trong vòng ngày hôm nay mà anh không đưa ra quyết định có cái tính chất đột phá thì em nghĩ là sẽ không kịp. Bởi vì đây nó là những cái bức tranh có thể nói đấy là tâm huyết và rất là giàu cái tính sáng tạo của Bùi Gia. Vẫn luôn ưu tiên anh Chỉnh một suất đặc biệt nhất, nhưng mà em nghĩ là anh nên quyết định sớm. Cảm ơn anh Chỉnh. Các bác có câu hỏi gì để chúng ta trao đổi thêm ạ? Trên đây thì có bác Nam Nam Trần, hy vọng một ngày gần đây được đến tham quan và mua được sản phẩm hợp lý tại cơ sở bạn. Cảm ơn bác Nam Trần. Bác Nam Trần là một trong những người theo dõi và ủng hộ tranh gỗ Bùi Gia từ rất lâu và rất là sát sao. Ở clip trước thì bác Nam Trần cũng là một trong những người comment rất sớm. Cảm ơn bác. Mua sắm là một chuyện thôi bác, còn cái quan trọng là chúng ta đến và trao đổi. Có những cái là chúng tôi cũng không thể để ý được hết, cũng như là có những cái sức sáng tạo nó còn hạn chế, nên đôi khi được trao đổi với các bác thì đấy là một trong những cái cơ hội để chúng tôi có thể mở rộng những cái kiến thức cũng như là nâng cao những cái chuyên môn của mình được sâu hơn. Còn mua bán chỉ là một việc phụ thôi ạ. Cảm ơn bác. Cảm ơn quý vị đã dành những thời gian quý giá trong một buổi sáng tuyệt vời ngày cuối tuần để dành cho tranh gỗ Bùi Gia. Hy vọng là những cái thông tin ở trên đây sẽ cung cấp cho quý vị những cái thông tin bổ ích để giúp chúng ta có thể là trang bị những cái sản phẩm cũng như là những tác phẩm mà rất tốt, cũng như là phù hợp cho gia đình nhà mình. Quan điểm của chúng tôi đấy là đã treo hay là đã chơi cái gì thì phải hiểu nó là gì, ý nghĩa như thế nào và có phù hợp với mình hay không, để tránh cái tình trạng đấy là treo lên mà không biết là mình treo cái gì, trưng trong nhà mà không biết mình trưng cái gì thì như thế rất là lãng phí. Và chúng tôi sản xuất và chế tác tranh đến đâu chúng tôi có một yêu cầu rất khắt khe, đấy là chúng tôi phải hiểu là mình đang làm cái gì, nó ứng dụng trong cuộc sống như thế nào. Và những cái clip về sau thì chúng tôi sẽ chia sẻ thêm những cái tích tranh khác và hy vọng là sẽ lại được đón quý vị quay trở lại với xưởng tranh gỗ Bùi Gia để có trao đổi và chúng ta sẽ cùng kết nối uống trà ngắm tranh. Đấy chính là những điều chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc trong cuộc sống. Mời quý vị tham quan thêm một lượt xưởng tranh gỗ Bùi Gia. Điều những em nhỏ bé bé cũng đến xưởng tranh gỗ Bùi Gia để học đục như là
đánh dây giáp, học dần những cái công việc đơn giản nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin chào. Rất mong muốn được đón tất cả các quý vị về với xưởng tranh gỗ Bùi Gia. Thông tin quý vị có thể truy cập trang web đấy là tranhgỗbuigia.com hoặc liên hệ với tôi. Tên giao dịch là Quân Bùi, tên là Quân và họ là Bùi thì gọi luôn là Quân Bùi. Số điện thoại là 0976 311 833. Cảm ơn quý vị. Coco Rio lên hơi muộn, chương trình livestream trực tiếp đã sắp hết rồi. Coco Rio sẽ xem lại clip từ đầu nhá. Xin chào và cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào.